Em ơi, đúng không, đúng không, đúng không, đúng không, đúng không? Dạ, lôi dạ, lôi dạ, 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 Xin chào tất cả các bác. Hôm nay tôi lại đi săn các bạn. Đang ngồi trên một cái thuyền xa xa kia có cái dãy đèn này các bác. Đấy là cầu Cẩm Kim ở Hội An đấy các bác. Đây tôi đang ngồi trong một cái thuyền ở cái khu này là khu gọi là bến thủy đường bộ các bạn. Ở Hội An có một con thuyền này. Thì là hôm nay là buổi câu thứ 3 hay 4 gì đấy. Mấy hôm vừa rồi đi học câu của mấy chú thì hôm nay thì cũng đã học được một số cái kỹ năng. Thì hôm nay thực hành chính thức các bạn. Tôi sẽ câu chủ yếu là câu cái con tôm càng xanh các bạn. Ở cái tập trước thì có quay các chú ở đây câu rồi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hành câu. Con này thì sẽ câu ở những cái chân bờ kè các bạn này. Đấy, có những cái chân này này. Nó hay bám những cái chân này các bạn. Mình sẽ thả xuống những cái chân đấy. Xong rồi câu nó rình, nó câu nó nha các bác nhá. Tối nào tôi cũng dành hơn một tiếng để đi giải trí một chút. Khi mà xong việc hết các thứ dọn dẹp thì tầm 9 giờ câu đến tầm 10 rưỡi, 11 giờ về đi ngủ. Cái chỗ này nó ngay gần nhà tôi ấy, nên nó cũng tiện. Đấy, bà vợ tôi ở nhà xem phim. Thì lát nữa về bà xem xong phim đi ngủ thôi. Đấy, thú chơi giải trí trong ngày các bác. Làm việc cả ngày mệt mỏi rồi. Con cái tối cũng mỗi lúc giải trí đấy các bạn này. Đây, bắt đầu nhá. Đây là cần câu, là bát câu. Đây, giới thiệu các bác cái lưỡi câu con tôm ấy thì hôm qua ông anh cũng cho tôi này. Đây. Đấy, nó là cái loại lưỡi đặc chủng luôn này. Tôi móc hết rồi, sẵn rồi. Đây là con rời các bạn này. Nó trong này. Nó nằm ở dưới các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cắt một đoạn xong rồi tôi móc vào cái lưỡi ấy. Để thả xuống câu nhé các bác nhé. Con này câu tôm rất là nhạy luôn đấy. Đó, bây giờ tôi sẽ nó mồi nó nhé. Để mày quay đây. Đây các bạn, nó ngoe nguẩy này. Đấy, móc một đoạn này. Cắt một đoạn xong móc vào lưỡi nhá. Đoạn vừa vừa thôi, không cần nó dài quá đâu. Xong các bạn này. Đấy, bây giờ sẽ kéo cần ra thả nha các bạn nhé. Cần này thì là chú Phan chú ấy đưa cho tôi câu. Thì cái cần câu của tôi thì nó cứng quá. Chú đầu tư cho tôi một cái cần để tôi săn đấy các bạn. Trưa nay sang anh Phan thì anh lại cho tôi một cái cần cũng khá xịn. Mai tôi bắt đầu móc rồi tôi sẽ giới thiệu các bác cần này sau nhá. Cần này chú Phan.
Đây các bạn, cần câu thì tôi thả rồi. Bây giờ sẽ ngồi đợi thôi các bạn. Đấy, ngồi đây chiêu chiêu, suy nghĩ công việc ngày mai. Đợi tôm cắn thôi. Nhiều khi ngồi ở nhà cũng chả nghĩ được cái gì các bạn. Xong là online máy tính nhé. Nghĩ cũng chán. Thôi ra bờ sông này, tí nữa có mấy ông bạn câu nữa, ngồi nói chuyện linh tinh, nó thoải mái đầu óc ấy, mình nghĩ là công việc các bạn. Vừa đi chơi vừa giải trí, xong là mình có một cái thú vui ấy. Đấy, dành một chút thời gian trong ngày thôi. Mình nên chơi một cái gì đấy. Đợt này tôi chơi cái bộ môn này khá hay. À, mấy ông chú thì cũng vui, ông anh cũng vui nên là chơi thôi. Tôi ra trước, tôi về sớm hơn nên tôi ra trước. Còn các ông ấy, ông chú, ông anh Phan ấy ngồi muộn lắm. Toàn 1-2 giờ đêm về. Mê mà. Tôi thì không ngồi được, mai nó phải dậy sớm lắm. 6:30-7 giờ nó phải dậy công việc rồi. Không khí thời tiết ở trong này thì khá dễ chịu các bạn. Buổi tối này thích lắm. Nói chung là ok, không bị quằn lắm. Nhưng ngoài miền Bắc, tôi vào đây sống khá hợp. Đấy. Thôi bây giờ tôi sẽ ngồi câu một lúc. Xong nếu nó có cắn thì tôi sẽ quay nhá các bác nhá. Chứ không này quay lâu lắm, sốt ruột đấy các bác. Ok, tôi dọn dẹp một chút xong là câu. Có gì tôi quay sau nhá. Ui, út rồi, đứt rồi. Thôi, cái đó đừng tiếc, cái đó là mấy con đầu tiếc rồi. Đây, gần dính rồi đó. Có nghĩa là nó có đang ở đây anh ạ, nó. Đó nàng đi. Nữ ống tôi, đại ống tôi xíu. Đại cước tôi xíu. Rồi em để. Không, cá rồi. Đại cước đi, đại cước tắt xíu, ống tôi. Em Phan ơi, đúng không? Đây rồi. Ui kìa. Thôi. Ui. À, mất rồi. Giận nó yếu quá. Nhìn thấy nó rồi. Thôi được rồi, được rồi. Có. Giận nó yếu quá, giật ra đi đang giật. Có hà cái ạ. Được rồi. Bữa thôi để giật luôn giận đi. Em biết cảm giác rồi. Không bỏ thì hát vẫn cứ quay lay rồi mới lòng tướng giật để sẵn đi. Ý là em giật nhưng mà không cái còn dài không ăn thua. Nó đè xuống đây rồi nó đặt thôi. Đầu tiên quá. Hôm qua không có cái giật nó ra.